Còn tại không gian xin chào anh chị em. Khi mà nhắc đến Sài Gòn thì chúng ta sẽ liên tưởng đến những tòa nhà cao trọc trời, những cái khu vui chơi giải trí, những cái trung tâm thương mại sầm uất. Nhưng mà ít có ai biết được đó là Sài Gòn cũng có biển và có đảo nha anh chị. Vừa rồi mình có thực hiện một chuyến đi đến đảo Thành An và bây giờ mình sẽ ngồi lại đây để review cho anh chị em xem coi là sự là nó có đáng đi hay không ha. Thành An là xã đảo duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc huyện Cần Giờ. Để đến được Thành An thì từ trung tâm thành phố chúng ta đi theo đường Quỳnh Tấn Khoát đến phà Bình Khánh. Tiền phà là 3.000 đồng. Khi mà qua phà rồi chúng ta đi thẳng theo đường Gừng Sác nha anh chị em. Đi thẳng theo đường Gừng Sác đến bến tàu sẽ được sẽ đi đến bến tàu Thành An, bến tàu ra đảo Thành An. Do tụi mình lần đầu tiên đi cho nên không biết là ở trên đảo đó nó có bán thức ăn hay không và giá cả như thế nào, cho nên tụi mình ghé vào chợ Hàng Dương để mà mua hải sản ha anh chị em. Chợ Hàng Dương này nổi tiếng là hải sản tươi rẻ ngon anh chị em. Đó là thùng còn bán lẻ thì bán sao không? Người hai lon được không? Người hai lon 6 người á. Mấy người kia đâu rồi? Nãy thấy mua xoài rồi, mua xoài thôi đi hẳn luôn rồi. Bao nhiêu lon đây ta? 6 người thì người hai lon này 12 lon. Vậy thì mua 15 lon đi. Ừ. Bán ly luôn không? Uống ly hay là cung? Bây giờ một là bao bảnh mình mua đá mình để cho mình ốp luôn, hai là mua ly nhựa mình mua đá mình để dùng ly nữa. Đi mua ly làm gì? Ờ vậy thôi, cầm lon. Ờ khỏi khỏi ốp lạnh đâu chứ, khỏi ốp lạnh. Khỏi ốp lạnh đâu. Lấy bia khỏi ốp lạnh. Thôi vậy cho nên mấy này nhầm gì đâu. Lạnh lắc nó xuống tàn hết kìa. Cặp ạ được. Cần là bia đã uống, cần là đồ đã uống. Đi đò qua bển là 45 phút á. 45 luôn hả? Ừ. Đến bến tàu rồi thì chờ ngồi chờ chứ không cần mua vé trước nha anh chị em. Khi lên tàu thì anh phụ tàu sẽ thu mỗi người 15k do mình đi vào chủ nhật, còn ngày thường thì chỉ 10k thôi. Khi lên đảo, tụi mình hỏi đường ra bờ kè thì gặp một anh trai đến giới thiệu quán. Thấy ok nên tụi mình ghé luôn nha anh chị em. Bờ kè rồi. Dạ. Cái camera quay nữa. Con tên gì? Con tên gì? Em quay tên gì? Hải hả? Sao ơi? Chị đang quay sao cho. Quán anh là quán gì? Quán nước hay quán vừa bán hải sản vừa nước nước luôn. Nhìn chung đồ ăn ở đây giá cả rất là hợp lý nha anh chị em. Ví dụ như một cái lẩu ở trong đất liền, ở những cái quán mà bình dân nhất trong đất liền là 150k thì ở đây nó sẽ là 200k. Đồ em để cho ba lô của anh đây nè. Gì là nhiêu đó, có bọc, cái bọc không phải không? Đúng rồi. Trời ngon. Đâu có đâu. Đi với Hào chứ không dám ho luôn á. Uống bia mà. Người ta kêu mua bia mà còn không dám mua luôn. Sợ không có. Sao con cháu hơi lạ mà. Em đi với Hào em không dám ho luôn á. Mình xèo đúng không? Có con nó mua hai con này tự chế nè. Hồi xưa cũng cầm chế chứ đâu ra tiền. Chế được gì là hay lắm á, chế nhiều khi anh chế là nó không bay, lăn lạn lên từ vài cái lăn ngã rồi. Không, ở đây thoáng gió nhiều nè. Không gian thật là yên tĩnh vì chúng ta đã rời được thành phố. Quá mát. Cưng, ở chỗ này thường thường là người ta tắm không? Ta có tắm không? Dạ. Tắm ở chỗ nào? Tắm ở chỗ kia. Xích bên kia phải không? Đứt đền á, làm không được đâu. Cái này là diều này con làm phải không? Diều tự làm phải không? Diều tự làm phải không? Tự làm khó lắm, phải mua đâu trời. Dạ em có con diều này mới là mua nè. Ba lần. Con diều. Con diều mua là con diều cao nhất á hả? Con diều. Con diều con tự. Con diều con chưa tự chế, con thả dây ra lên cao không đi. Cô thấy trong phim á là nó chạy vòng cái đường này xong rồi nó vừa chạy nó thả vậy nè. Đó. Đó là ngà lắm. Con cho cha 42 tuổi. Dạ, con lớn tuổi hơn cha. Quay đó. Quay nào lên YouTube coi toàn bộ nha.
Trần Đại Hậu Giang. Tài chứ mày tài. Đây là Cần Giờ xã Hành An. Đảo gì? Đảo Hành An. Hành An rồi, đây là Hành An, đây là biển Hành An. Đây là biển Hành An. Anh chị có dịp mời đến đây rồi bạn ạ. Anh chị có cơ hội xin đến đây chơi. Anh chị có cơ hội xin đứng đây chơi. Rồi. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Biệt. Cảm ơn chị, xin tạm biệt. Đâu? Mẹ chưa vô vô nữa. Đến đảo Thạnh An thì nhất định phải đi ra con đường dẫn ra biển này nha anh chị em. Không đi ra con đường này là xem như là chưa đến Thạnh An. Đã chắc trên được con đường Cần Giờ. Bây giờ đã chắc trên con đường anh ăn xong, bây giờ đi vào bờ để lên tàu về về chuẩn bị nha anh chị em. Kéo lại cho tao luôn. Kéo ra tay anh lên đi. Kéo nổi không? Quý bên này nè. Kéo bằng niềm tin. Đi tự lên đi. Tại vì chủ yếu là người ta ở nhà, người ta không có nắng. Người ta đem vô này ta phê cho nó mau khô. Mấy anh chị đi nghe mấy anh chị nói hoài. Có cái áo không làm ghê. Nhưng mà nó là cái thẩm mỹ. Em phải đi nãy giờ. Giờ em còn nhiều không? Em mới đến đi mới luôn á. Kì vậy? Cái ly của cái lon của em còn cái. Anh còn khoảng 50% á. Em còn 80%. Rồi trời 30% không gì đâu. Ok. Rồi luôn. Bia này nó có cảm giác khác hơn uống trong Sài Gòn đây. Anh chị em xem video cảm thấy đảo Thạnh An có xứng đáng để đến du lịch không anh chị em? Thì mình có xem một số review của những bạn đã đi trước đó. Có một số ý kiến thì cho rằng là đảo Thạnh An không xứng đáng để đến tham quan du lịch. Cũng có người nói rằng đảo Thạnh An rất xứng đáng để đến tham quan du lịch. Cảm thấy là cả hai ý kiến đó đều đúng hết anh chị em. Thì ai mà cho rằng không đáng á, có nghĩa là họ đang so sánh đảo Thạnh An với những cái khu du lịch lớn khác. Có khách sạn, nhà hàng thì đảo Thạnh An chắc chắn là không bằng rồi. Còn đối với những ai xem Thạnh An là một xã đảo và chúng ta đến để hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng sóng biển, rồi đứng trong bờ phóng tầm mắt ra xa cuối chân trời với một cái chi phí phải nói là rẻ anh chị em, thì đảo Thạnh An rất xứng đáng để chúng ta đặt chân đến anh chị em.